Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy hái rau củ quả đa năng do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Hôm nay em sẽ mang chiếc máy này ra test cũng như là hướng dẫn quý vị và các bạn có thể sử dụng một cách chính xác nhất. Ở đây thì chiếc máy này nó sẽ có cơ chế quay tay. Em sẽ có hai cái nửa cái bắp cải này. Đó. Một cái sẽ test là chạy bằng quay tay. Và một cái sẽ test chạy bằng điện nhé. Đầu tiên quý vị và các bạn là bỏ cái lọ vào đằng sau. Đó. Thì điều chỉnh dày mỏng chúng ta sẽ được điều chỉnh ở cái núm này nhé. Chúng ta muốn dày nó sẽ xoay phải, chúng ta muốn mỏng nó sẽ xoay trái. Đó. Và ở đằng sau của công tắc chúng ta bật công tắc nhé. Và em sẽ test luôn. Như vậy là chúng ta mà cảm thấy nó hơi mỏng như này là rất là ok đấy. Con này nó có thể thái mỏng quả cà chua như một tờ giấy luôn. Đó, nên là các bác phải thấy là thái rất mỏng, rất là tơi, rất đều này. Tốc độ làm việc của nó không nhanh đâu vì cái motor này là motor giảm tốc, nhưng mà nhìn chung là các nhà hàng quán ăn chúng ta sử dụng cái máy này thực vui là đã cực kỳ tốt rồi, rất mỏng này. Vậy là hết rồi nha các bạn nhé. Rất nhanh đúng không? Lửa cái bắp cải thái rất nhanh mà chúng ta có thể thấy độ đồng đều này. Anh em cũng xem cái lát bắp cải thái nhé. Mỏng kinh khủng khiếp luôn. Mỏng như giấy luôn. Đó, và còn một nửa cái bắp cải thì em sẽ thái lốt bằng chiếc máy này. Tuy nhiên là lửa cái lần sau này em sẽ quay tay nhé. Thì chiếc máy này nó quay được cả thay, cho nên là nó rất là tiện. Nếu mà chúng ta mua cái máy mà quay tay không ở trên thị trường, em thấy nhiều bên họ bán khoảng 2 triệu, chừng 2,8 triệu. Thì nhìn chung là cũng được đấy, nhưng mà em thấy nếu mà con đó mà mất điện thì dùng thì được, còn là dùng ít thì được, chứ dùng nhiều thì không ăn thua nhé. Nhiều các bác vẫn nên dùng con này. Đó. Nó cũng khá là nặng. Đó, quay đó, nói chung là cũng khá nặng đấy, nhưng mà em thấy thì ta quay bằng tay này thì nó cũng hợp lý luôn. Nó hơi bị mỏng quá, chúng ta xoay phải thì nó dày hơn. Đó. Các bác mà muốn quay một tay cho chắc chắn thì chúng ta lên đây dùng cái tô vít bạn chặt nhé. Con này em không có lấy, không lấy cái tô vít thì ra bạn nó không chặt. Đó, chúng ta bạn kịch vào thì nó chắc tay thì quay sướng hơn. Ok, vậy là cũng là hết nguyên liệu rồi. Thì cái cơ chế thái bằng máy nó sẽ chạy tốt hơn so với quay bằng tay. Thái bằng máy nó sẽ được mỏng và đều hơn. Còn chúng ta quay bằng tay nó sẽ không đều bằng nhé. Và không mỏng bằng. Chúng ta phải chỉnh dày lên, quay bằng tay nó mới tiện hơn. Vì vậy là kết luận là chúng ta muốn thái mỏng, thật mỏng, chúng ta nên dùng cơ chế chạy điện. Đó, em báo giá luôn chiếc máy thái hoa quả đa năng, rau củ quả đa năng. Em bán giá là 3.800.000 bao ship. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại ghi dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn xem hết video bên em.